Đứng phía trước ba mẹ đúng rồi. Ba
Đây đứng đây mới đẹp, đứng đây mới đẹp, chụp hình cho mẹ mới đẹp. Thôi, anh Kiệt chụp riêng cho tí đi anh Kiệt. Anh em buồn ngủ rồi. Đến giờ có trèm rồi. Và không thể nghĩ được rằng là
cuối cùng thì nhà thiết kế của năm lại chính là một người bạn rất là thân, đó chính là chị Tiết Lê. Và ở trong cái bộ sưu tập này thì còn ấn tượng rất là nhiều bộ trang phục mà nó có dấu ấn mang cái phong cách đặc biệt của Việt Nam nữa. Cho nên là Thi chắc chắn là sẽ phải hỏi ý kiến nhà thiết kế Tiết Lê cho những cái lần mà Thi sẽ xuất hiện làm giám khảo trong những chương trình tại quốc tế. Hay là Thi sẽ phải diện những bộ trang phục này bởi vì nó quá ấn tượng và cực kỳ là đậm chất bản sắc nữa. Nói chung là lần trước thì nó khác hoàn toàn thật, tại vì là vợ chồng mình còn được trực tiếp diễn thời trang, nhưng mà mình gọi là mình nhảy thì đúng hơn, mang âm hưởng của cái phong cách của đậm đúng phong cách của Di và Hiển. Thì nhà thiết kế Tiết Lê lần trước là đã dành cho vợ chồng mình làm sao có thể move được, làm sao có thể di chuyển được mà đúng là Di và Hiển. Và anh còn nhớ lần đấy mình nhảy cái điệu gì không mà rất là viral trong cái bộ trang phục của nhà thiết kế Tiết Lê. Lần đấy thì Di và Hiển thì mình nhảy cha cha, và khi mà mình mặc cái bộ trang phục của chị Tiết Lê lên, lúc đầu mình nhìn qua ảnh chụp ấy thì mình không nghĩ là nó có thể dễ chuyển động, cử động thoải mái như vậy, bởi vì với một cái chất liệu rất là lấp lánh thì thông thường nó lấp lánh lộng lẫy và nó sẽ rất là khó trong cái việc chuyển động. Nhưng mà không ngờ là chị Tiết Lê có thể gọi là một cái kỹ thuật cắt may rất là đỉnh cao luôn để giúp cho chị rất là thoải mái ở trong cái bộ đồ đó. Nhưng mà lần này á thì vợ chồng mình không có diễn mà đến ngồi dự, cho nên là sẽ được ngắm toàn bộ tất cả các cái thiết kế đặc sắc của thiết kế Tiết Lê, cho nên là sẽ rất là ưng một số bộ là Thi thấy rằng là nó mang âm hưởng của bản sắc dân tộc này, và nó lại rất là bay bổng. Mình không phải là dân thiết kế, mình chỉ là những người được mặc những bộ thiết kế đẹp thôi, cho nên là mình rất là thích và chắc chắn là sẽ phải mặc vài bộ để đi làm giám khảo quốc tế tại các chương trình của Thi quốc tế sắp tới. Mời nhà không? Từ nãy giờ mình toàn độc chiếm mà giống như là nóc nhà mà chả thấy đáy nhà đâu cả. Không đáy nhà, nói gì ấy. Thôi nói vui vậy thôi. Chứ thực ra thì đối với Thi và Hiển thì nếu như mình được mặc những bộ trang phục mà đúng là của những nhà thiết kế Việt Nam mà được mang ra thế giới thì đó là một niềm rất là tự hào. Và ngày hơn nữa thì ngày hôm nay được chứng kiến và ngồi ở đây thì thấy rất là nhiều nhân vật tài năng mà được báo Harper's Bazaar họ đã trao giải, và tất cả những nhân vật này đều rất là giỏi và Thi và Hiển đều cảm phục. Ngày hôm nay nữa thì lại được đến để trực tiếp xem bộ thiết kế của nhà thiết kế Tuyết Lê, thì Thi mong rằng là thời trang Việt Nam trong thời gian tới sẽ ngày càng tiếp cận và được thế giới đón nhận nhiều hơn và trân trọng nhiều hơn, và chắc chắn những nghệ sĩ như Thi và Hiển sẽ là những người kết nối để có thể mặc những bộ trang phục bởi những nhà thiết kế của Việt Nam mang ra thế giới, và hy vọng là bạn bè thế giới sẽ thực sự là yêu mến